cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã vào cuộc để làm rõ có hay không việc xâm phạm tới hoạt động tư pháp. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã làm việc ghi lời khai của bị hại trong vụ băng nhóm Đường Nhuệ đánh người tại trụ sở công an phường mà công an thành phố Thái Bình khởi tố vụ án, sau đó lại tạm đình chỉ. Theo đó, hai cán bộ điều tra thuộc cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã làm việc với bà Đinh Thị Lý là bị hại trong vụ án bị nhóm Đường Nhuệ đánh tại trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, hồi 6 năm trước. Sau khi làm việc với bà Lý, điều tra viên của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục làm việc với bị hại Mai Thế Duy, con trai bà Lý, người bị Đường Nhuệ đánh vỡ xương hàm. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã vào cuộc là để làm rõ có hay không việc xâm phạm tới hoạt động tư pháp. Như đã thông tin, sáng 18 tháng 11 năm 2014, bà Lý cùng con trai tới trụ sở công an phường Trần Lãm để làm việc liên quan tới khúc mắc tiền bạc với bà G, trú tại Hà Nội. Theo bà Lý, trong khi mẹ con bà ngồi chờ tại phòng tiếp dân của công an phường Trần Lãm, có cả cán bộ công an phường, nhóm Đường Nhuệ đã ập vào phòng, đóng sập cửa. Tại đây, Đường Nhuệ chửi bới, đánh vào mặt mẹ con bà Lý. Tới khi thấy cửa phòng hé mở, bà Lý vội chạy ra khỏi phòng hô hoán, nhóm Đường Nhuệ mới chịu dừng tay. Tuy nhiên, những cú đánh bằng cường tay của Đường Nhuệ vào mặt đã khiến Duy bị vỡ xương quai hàm, tỷ lệ thương tật 15%. Bà Lý cho biết sau khi nhóm Đường Nhuệ đánh, một số người vận động o ép bà dàn xếp giải hòa với Đường Nhuệ, nhưng bà kiên quyết yêu cầu xử lý theo pháp luật. Ngày 5 tháng 1 năm 2015, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 7 năm 2015, ông Cao Giang Nam, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình, ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do đã hết thời hạn điều tra mà chưa xác định được bị can. Đến ngày 14 tháng 4 vừa qua, sau gần 5 năm tạm đình chỉ và băng nhóm Đường Nhuệ bị công an tỉnh Thái Bình bắt giữ do đánh một phụ xe, công an thành phố Thái Bình mới ra quyết định phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở công an phường Trần Lãm. Và chỉ một tuần sau, ngày 21 tháng 4, công an thành phố Thái Bình đã khởi tố bị can đối với Đường Nhuệ trong vụ này.